Chào các bạn. Đã 2 năm kể từ ngày Mechagodzilla được con người chế tạo ra, hòng muốn chống lại Godzilla và King Kong, nhưng nó đã nhận thất bại và khiến cho cơ thể của nó bị phá hủy hoàn toàn. Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ khép lại trong êm đềm, nhưng không. Vào một buổi chiều đẹp trời, tại bãi rất lớn của thành phố, nơi mà xác của Godzilla chỉ còn lại phần đầu và nằm trơ trọi dưới nước chờ ngày phân hủy hoàn toàn, thì bỗng dưng dưới đáy lòng sông của bãi rác xuất hiện một quả trái cây rất đặc biệt. Quả trái cây này bị nguồn nước của lòng sông làm cho nó vỡ ra và mang một thứ chất đặc biệt của trái cây này trôi dạt khắp cả con sông bãi rác. Và vô tình lúc này dòng nước đó đã chui tọt vào miệng của xác Mechagodzilla. Có lẽ chúng ta biết được thứ trái cây kỳ bí đó là gì rồi đúng không? Vâng, đó chính là một trái ác quỷ. Nhưng trái ác quỷ đó là gì chứ? Tại sao có thể giúp được Mechagodzilla hồi sinh? Sau khi sống lại, Mechagodzilla vô cùng khác. Thứ nó khác chính là dầu nhớt. Sau đó nó cũng nhanh chóng tìm đến một khu dân làng gần đó, đến một cái kho chứa thứ chất lỏng màu đen này, và nó đã uống ừng ực. Này, này! Trời ơi, chết tiệt, có thứ gì đó đã đột nhập vào kho dầu nhớt của chúng ta, phá tung hết rồi kìa. Chết tiệt, mau lấy súng bắn cho nó vỡ nát luôn đi. Lùng con người khốn kìa. Chính cái người đã làm cho nó như thế này. Các người đã chế tạo ra ta, bây giờ ta không có tác dụng. Các người vứt bỏ, giờ thân thể ta bị tập người, ngay cả trái ớt ta cũng không có nữa mà các người cũng không tha. Mỗi đòn tấn công của Mechagodzilla đều phát ra một nguồn ánh sáng hết sức lạ lùng. Và thứ ánh sáng này đi tới đâu thì lũ con người ở khu vực này chết tới đó. Thì ra thứ năng lực trái ác quỷ mà Mechagodzilla đã ăn đó chính là trái ác quỷ ánh sáng. Chúng thoát rồi, chúng thoát khỏi tầm mắt của lũ con người rồi. Mình không muốn gặp lại bọn chúng nữa đâu. Sao nơi này dịu sắc thêm thế? Đúng rồi, cơ thể của mình vẫn chưa khôi phục lại lành lắm. Mình cần phải bổ sung thêm sắc thép nguyên chất này. Thật ngon, thật dễ chịu. Mình sẽ mãi mãi ẩn nấp. Mình không muốn bị lũ con người lợi dụng và hành hạ một lần nào nữa đâu. Sao mình cảm thấy người của mình dâng trào năng lượng thế này? Là cái quái quỷ gì đây? Trời đất ơi, sao mình đứng gần nó thì năng lượng trong người mình càng ngày càng tăng lên. Không lẽ thứ này đang chứa một sức mạnh đặc biệt gì bên trong? Hay là mình phá hủy nó để giải phóng thứ năng lượng bên trong người của nó, rồi mình sẽ hấp thu tất cả. Được rồi, mình sẽ làm như vậy. Người của mình hay quá, đã khôi phục hoàn toàn rồi. Cấp báo, một chủ năng lượng lát ma cung cấp điện và ánh sáng cho nhà máy sản xuất thép đã bị một sinh vật kỳ lạ phá hủy. Mau vậy bắt lấy nó, đưa nó ra pháp luật trừng trị. Sau khi vô tình hấp thụ được sức mạnh của trái ác quỷ ánh sáng, Mechagodzilla lại lạc tới một cái kho sản xuất thép và làm phá vỡ một quả cầu năng lượng plasma. Quả cầu này giải phóng một nguồn sức mạnh đã giúp cho Mechagodzilla hấp thu hoàn toàn và nó khôi phục lại cơ thể và những bộ phận bị mất của mình. Thậm chí người của nó còn phát ra những tia sáng trông rất là lạ lùng và vô cùng đẹp mắt.
Lúc này con người đã phát hiện ra nó và bao vây tấn công nó. Nó căm phẫn và ghê tởm loài người, khiến cho nó một lần nữa lại điên tiết. Nó đã tàn sát hết tất cả. Lũ con người chết tiệt, hôm nay sẽ là ngày tận thế của các ngươi. Các ngươi đối xử với ta tệ như thế nào thì hôm nay các ngươi sẽ nhận lấy như thế đó. Khoan, người của mình mặc dù đã hoàn thiện, nhưng sự khổng lồ của mình đã bị mất đi. Mình cần phải tìm lại sự to lớn khổng lồ đó. Đúng rồi, cái nguồn năng lượng của cái quả cầu hôm nay chắc chắn còn rất nhiều quả cầu khác. Mình phải đi tìm kiếm thêm những quả cầu đó, phải hấp thu hết tất cả. Thì có lẽ nguồn mình sẽ trở nên siêu to siêu khổng lồ. Cấp bao, thứ sinh vật kỳ lạ vừa tiêu diệt một đội quân của chúng ta đang tiến thẳng về nhà máy sản xuất quả cầu plasma. Mau, dừng nó lại, bao vây nó. Có vẻ như nó muốn gây nổ những quả cầu đó. Hiểu được sức mạnh của mình có liên quan tới nguồn năng lượng là những quả cầu plasma, sản phẩm của con người trong thế hệ mới, Mechagodzilla nhanh chóng tìm đến một nơi khác. Và nơi này chính là nhà máy sản xuất những quả cầu plasma. Tuy nhiên bên phía con người vô cùng khắc khe, cũng đã bám đuổi theo nó và quyết giết chết nó. Chết đi, lũ con người bám theo. Ta sẽ phá hủy và hấp thu nguồn năng lượng của những quả cầu này. Rồi sau đó ta sẽ tàn phá lấy thế giới của các ngươi, để cho các ngươi nếm thêm mùi đau khổ. Đến lúc rồi, phát nổ đi nào, những quả cầu đó mà. Không hay rồi, bao, dừng nó lại đi. Không. Vâng, chuyện gì đến cũng sẽ xảy ra. Và rồi một vụ nổ liên hoàn của những quả cầu plasma tại công ty sản xuất được phát ra, và toàn bộ năng lượng đó lại bị hấp thu hoàn toàn vào người của Mechagodzilla. Lúc này thì nó cũng đã thật sự trở nên khổng lồ, nhưng hình hài của nó trông đẳng cấp và vô cùng uy dũng so với hình dạng ban đầu. À, không, chạy đi, mau! Ông cầu cứu! Bây giờ các ngươi còn hoảng hốt cầu cứu ai nữa? Đến lúc rồi loài người sẽ biến mất hết. Chết đi! Thưa robot máy móc kia, mau dừng lại, ngươi đi quá xa rồi đó. Hả? Thưa quái quỷ gì đây? Một sản phẩm khác của loài người à? Vậy thì ta xem thử công nghệ hiện đại của con người tới đâu. Mau dừng lại đi, còn cũng là robot kia. Sản vật chuyện của ta là gì? Ta là sản phẩm của con người, nhưng bọn chúng đối xử tệ với ta. Bây giờ ta sẽ cho bọn chúng nhận lại hậu quả của mình. Hãy dừng lại đi, người không được làm như vậy. Mặc dù con người có đối xử tệ với người, nhưng nếu người phá hủy thế giới nhân loại, trái đất sẽ chìm phong theo. Ta với nhiệm vụ bảo vệ vũ trụ, ta không cho người làm hại đến hành tinh sắp này. Cái gì chứ? Vậy thì người hãy lấy mạng của mình để đổi cho lũ con người bọn chúng đi. Trước nguy cơ bị diệt chủng, loài người nhanh chóng phóng một luồng tín hiệu ra vũ trụ để cầu cứu thế lực thần bí. Và rồi người kế thừa của vị thần Fry, tức là một Transformer thần thánh sáng tạo, đã tới trái đất và ngăn cản Mechagodzilla, trái ác quỷ ánh sáng của chúng ta. Và rồi hai bọn chúng đã có một cuộc chiến đấu kinh thiên động địa. Lúc này Mechagodzilla nhanh chóng phóng hết toàn bộ năng lượng và tạo ra một vụ nổ ánh sáng sát thương vô cùng lớn, cũng đã đánh bại vị thần kế thừa kia. Mechagodzilla, đừng